Đồ gỗ nội thất cao cấp sáng trang xin kính chào quý vị anh chị em. Và trước mắt quý vị là một trong những tác phẩm đồ gỗ vô cùng tuyệt vời đã được em Sáng làm theo đơn đặt hàng của một bác khách. Và trước mắt quý vị, đây là một trong những tác phẩm đồ gỗ rất đẹp được cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp sáng trang làm trên nền tảng chất liệu gỗ hương Lào đỏ đen. Và trước mắt quý vị, đây là một bộ minh đế hay còn gọi là hoàng công nghỉ. Và những mẫu minh đế mà được cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp sáng trang làm thì vô cùng tuyệt vời quý vị anh chị em ạ. Tất cả các sản phẩm, toàn bộ quá trình đã được em Sáng quay lại để quý vị anh chị em có thể hiểu nhiều hơn về những sản phẩm, về những tác phẩm đồ gỗ mà em Sáng làm. Và với tinh thần truyền thống của một người con làng nghề Phù Khê Hương Mạc Từ Sơn Bắc Linh, với tinh thần tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm đồ gỗ nội thất tự nhiên có giá trị cao, phục vụ quý vị anh chị em. Như quý vị anh chị em đã biết, để hoàn thiện một tác phẩm đồ gỗ, một sản phẩm từ gỗ tự nhiên thì nó có những cách hoàn thiện vô cùng độc đáo và khác lạ. Tất nhiên mỗi một sản phẩm, mỗi một xưởng đều có những cách thức làm riêng. Và với em Sáng, tất cả các sản phẩm đồ gỗ nội thất tự nhiên phải đảm bảo tính chân thật nhất. Vậy tính chân thật nhất ở đây là gì? Với em Sáng, tính chân thật là chân thật về chất gỗ, về kiểu cách làm, kiểu dáng, chân thật về từ đường soi mũi chỉ, từ những cách thức thợ ngang người ta làm, và chân thật về cách hoàn thiện. Để khi mà quý vị anh chị em lựa chọn một sản phẩm cao cấp, quý vị anh chị em biết là số tiền mình bỏ ra nó vô cùng tương xứng với giá trị mà em Sáng mang lại cho quý vị anh chị em. Như bộ ghế đây, trước mắt quý vị, đây là một bộ minh đế đấy, được cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp sáng trang làm theo đơn đặt hàng của một bác khách. Và hôm nay là bộ sản phẩm đã xong rồi. Bộ sản phẩm này thì được em Sáng phun PU. Cách thức phun thì em Sáng phun bóng mờ. Nhưng để đến cái giai đoạn phun bóng mờ như này, được hoàn thiện tính chân thật như này, thì em Sáng cũng làm trải qua rất nhiều các quy trình. Ví dụ những sản phẩm ban đầu thì là gì? Trước khi sản phẩm được đánh giấy ráp, cạo lạo sạch sẽ, đánh giấy ráp nước, sau đó là đánh giấy ráp khô và trải qua 3 lớp lót, thì em Sáng bắt đầu phun bóng mờ. Và tiêu chí của em Sáng đó là phun trần màu, quý anh chị em ạ. Đây quý vị anh chị em cảm nhận này, đấy, tất cả những cái vân chỉ như này, nhỏ lăn tăn như này, đều là tính chân thật nhất của sản phẩm quý vị anh chị em ạ. Nếu quý vị anh chị em tiện theo dõi thì quý vị anh chị em có thể xem lại cái video mà em Sáng đăng hôm trước, một vài video trước mà em Sáng nói về các sản phẩm hàng mộc đấy, thì bây giờ là hoàn thiện rồi quý vị anh chị em ạ. Thì chỉ ít phút nữa thôi, sau khi em Sáng quay cái video này lên thì em Sáng sẽ chuyển hàng cho bác. Và em Sáng rất mong những sản phẩm, đặc biệt là những mẫu ghế minh đế như thế này, có kiểu dáng đẹp, được quý vị anh chị em yêu thương đón nhận. Và riêng về dòng ghế minh đế thì quý vị anh chị em biết rất rõ rồi, nó là tuyệt vời. Ta dùng những mẫu ghế này quá nhiều rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà lúc nào nó cũng tô lên một vẻ sang trọng. Và đặc biệt sản phẩm nó mang tính chất biểu tượng của Trung Hoa quý anh chị em ạ. Và với xu thế ngày nay, với những diện tích căn phòng vừa phải, thì minh đế là một trong những cách thiết kế vô cùng độc đáo cũng như là đẹp quý anh chị em ạ. Và sản phẩm thì với những kiểu cách làm từ hàng ngang cho đến các lối hàng chạm, bên em Sáng làm đều vô cùng tinh tế. Ví dụ như sản phẩm này, anh chị em cảm nhận này, tất cả ví dụ như chiếc vách này này, với dòng gỗ hương Lào, bên em Sáng làm là toàn bộ vách là vách một miếng, vách một miếng, miếng vanh cong hình chữ S. Đấy, với dòng ghế minh đế thì có hai kiểu vách, một là chữ S, hai là chữ C. Thì cái dòng gỗ hương Lào này, bởi vì gỗ nó còn nhiều gỗ to nên em làm vách liền. Còn ví dụ như với những dòng gỗ cẩm lai hay là gỗ chắc thì gỗ khan hiếm hơn thì em sẽ làm vách ô đố. Nếu quý vị anh chị em có nhu cầu cao thì em cũng làm vách liền. Thì mỗi một kiểu vách liền hay vách ô đố nó đều có một cái vẻ đẹp riêng quý anh chị em ạ. Nhưng quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là kiểu dáng nó phải đẹp. Em vẫn nói với toàn quý vị anh chị em rồi, cái quan trọng nhất của minh đế nó là dáng dấp, nhất dáng nhì ra anh chị em ạ. Và đặc biệt cái lối hàng mộng đều là mộng liền, có hết và có then cài quý vị anh chị em ạ. Để đảm bảo tuy rằng những mẫu ghế như này nó nhỏ nhắn thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Cái quan trọng nhất là độ vững chãi chắc chắn vô cùng tuyệt vời đấy. Nhỏ nhưng có võ là một trong những cái yếu tố mà em Sáng vẫn nói. Đây quý vị anh chị em à, em xin bỏ cái
cái đế này ra để quý anh chị em cảm nhận. Đấy, với những dòng ghế dòng gỗ đây, anh chị em cảm nhận này. Dòng gỗ hương nào vân đỏ đen này. Đấy, em Sáng đánh trần luôn, không có một chi tiết mông má nào đây cả. Bởi vì sao? Gỗ của em Sáng ngay từ khi mà em Sáng mua gỗ pha phôi đã đẹp rồi, thì không cớ gì mình phải làm như vậy. Tất cả đều là trần hết, cả kể cả những vệt đen nhỏ như này thì em Sáng vẫn để lại hết. Bởi vì sao? Bởi vì nó là dòng gỗ tự nhiên anh chị em ạ. Và đặc biệt cái mẫu này em Sáng làm đó là mẫu minh đế vân đỏ đen, thì đương nhiên nó phải có những vệt đen nó mới đẹp anh chị em ạ. Còn ví dụ như anh chị em thích màu sáng màu hơn, em sẽ tư vấn cho các bác đó là màu vàng chanh, thì em sẽ lựa toàn một màu thôi, những chất gỗ màu vàng chanh lên một bộ. Đấy, anh chị em cảm nhận này, vân rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là bộ này xong không khác gì một bộ minh đế gỗ Cẩm Lai quý anh chị em ạ. Bởi vì nó có những đường đen, đường chỉ nó đan xen lẫn nhau rất đẹp. Đấy quý vị anh chị em ạ. Và nếu chị quý vị anh chị em yêu thương, tin tưởng thì vui lòng qua kênh YouTube Đồ Gỗ Sáng Trang đăng ký kênh để sớm nhận được những tác phẩm, những sản phẩm mới nhất từ cơ sở bên em. Và sản phẩm này thì là một trong những sản phẩm mà em Sáng cũng làm rất nhiều thôi. Ví dụ như ghế minh chọc, ghế minh đế, ghế tai quan, ghế cờ bạc, rồi tất cả các sản phẩm khác theo dòng nội thất nhà Minh. Thì với những dòng nội thất như này, quý vị anh chị em có thể set up những căn phòng, ví dụ như phòng trà, phòng làm việc, phòng họp, rồi thì phòng nghỉ ngơi. Tất cả những cái sản phẩm bên em làm nó đều công dụng rất lớn. Bởi vì như quý vị anh chị em biết này, quý vị anh chị em có thể mua bộ ba này để về kê khi mình thưởng trà. Còn nếu quý vị anh chị em muốn kê phòng khách thì mình dùng bộ 8 món quý anh chị em ạ. Bởi vì cái chức năng nó rất đơn giản. Đây, cái ghế đây anh chị em có thể bê đi bê lại rất nhẹ nhàng, hoặc là mình có thể dê quý anh chị em ạ. Đấy, ví dụ em Sáng dê đây, anh chị em cảm nhận đây. Đấy, ví dụ em dê như này. Đấy, thì quý vị anh chị em chỉ cần có một người thôi thì quý vị anh chị em cũng có thể di chuyển được một chiếc ghế như này. Để làm sao mình set up những căn phòng thi thoảng mình làm mới đi để cho cuộc sống nó có nhiều cái màu hơn quý vị anh chị em ạ. Đấy là một trong những cái mà em Sáng luôn tư vấn với khách của mình là với dòng ghế minh đế như này thì nó quá tuyệt vời luôn anh chị em ạ. Và rất mong những sản phẩm như này được quý vị anh chị em đón nhận. Một lần nữa, Đồ Gỗ Nội Thất Cao Cấp Sáng Trang xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em đã luôn quan tâm theo dõi đồng hành. Và địa chỉ cửa hàng nhà em có tại Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Linh quý vị anh chị em ạ. Và rất mong quý vị anh chị em về nhà em Sáng uống trà để chúng ta có nhiều những sản phẩm đẹp hơn. Chào thân ái.